Xin chào tất cả mọi người, mình là Khánh Vy đây và chào mừng mọi người đến với không gian của mình. Ngày hôm nay thì mình có một khách mời đặc biệt. Thực ra là khách mời nghe như talk show ha, nhưng thực ra là có một người chị của mình sẽ đến đây để hai chị em cùng tâm sự trò chuyện. Một người chị mà đã cho mình rất là nhiều lời khuyên về chăm sóc da và cũng là một chuyên gia về da liễu luôn, skin expert, chị Thủy. Hello Vi, hello Dạ. mọi người. Mình là Thủy và mình là chuyên gia đào tạo của Comfort Zone tại Việt Nam. Thì hôm nay chị cảm thấy rất là vui khi mà có cơ hội được Vi mời đến một không gian ấm cúng như thế này và hai chị em có thời gian trò chuyện để hiểu thêm về nhau cũng như là chúng ta có những cái tâm sự vào cuối ngày. Chị Thủy cũng là người đã giúp đỡ mình rất là nhiều trong việc đưa ra những cái lời khuyên về chăm sóc da. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì hai chị em mình sẽ cùng chào đón một sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới của Comfort Zone, đó chính là Skin Regimen. Thì đầu tiên là em xin phép được mời chị mình một ly Cảm rượu ơn vang mà em. em biết là chị mình rất là thích. Chị em mình cùng cheers hả? Cheers. Mời mọi người hả? Ngon chị hả? Thật là relax. Thật ra mình là một người Gen Z. Mình thì tính mình khi nào cũng kiểu nhưng mà chị Thủy nhà mình thì khi nào cũng rất là điềm đạm bình tĩnh. Chắc là đấy là lý do vì sao mà hai chị em chơi được với nhau nhỉ? Và ở đây thì có một số bạn lần đầu tiên được biết với chị Thủy nên là mình cũng muốn chuẩn bị một trò chơi. Cái trò chơi này là em sẽ có những cái câu hỏi để mọi người Wow. có thể hiểu rõ về chị hơn và hai chị em mình cũng có chủ đề để nói chuyện với nhau. Ok. Rồi, xin mời chị. Câu đầu tiên, ba điều bạn không thích nhất về bản thân. Có lẽ là tính cầu toàn, hơi thiếu quyết đoán một chút xíu và đôi khi là cũng hơi bướng Chị mình có phải cung xử nữ không ta? Chị cung gì hả chị? chị cung Thiên Bình. À, cung Thiên Bình, đúng rồi. Cung Thiên Bình là cung mà khó đưa ra cái sự lựa chọn. Đúng Cứ hay rồi, bị phân vân, đúng chị? chính xác. Em sư tử mà em cũng thế luôn. Để Rồi, bây giờ đến đến lượt lượt em đi đúng không ạ? nha. À, vâng. Ba điều mình thích nhất về bản thân mình. Em nghĩ là em là người rất là năng động và thân thiện và nhiều yêu Ôi, chị hoàn toàn đồng thương. ý. Ôi đấy là may mắn bốc được cái câu ba điều mình thích nhất, chứ mà ba điều em không thích nhất thì không biết là kể khi nào mới hết. Và với những bạn nào đang theo dõi livestream thì các bạn trả lời cùng chị em mình nhá. Hãy thoải mái comment ở phía dưới để chị em mình cũng biết rõ hơn về các bạn. Rồi ạ, mời chị. Ba điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ là khi mà mình có được một cái sự tiến bộ nhất định, đặc biệt là trong công việc, và được có thời gian để đi du lịch với gia đình. Thường cái khoảng thời gian đó sẽ khiến cho chị cảm thấy nó rất là thoải mái và hoàn toàn là được thả lỏng. Và cuối cùng thì có lẽ là khi mình làm được một việc tốt nào đó. À, đúng là một con người rất là cầu tiến trong công việc mà cũng là nhiều yêu thương nữa. Chị mình sắp tới mà nếu có dịp thì chị mình sẽ muốn đi du lịch ở đâu ạ? Chị vì lâu lắm rồi chị không được đi nước ngoài cho Dạ. nên là chị sẽ thích một cái địa điểm nào đó ở châu Âu. Ở châu Âu, em cũng rất thích đi châu Âu, chị em mình phải cheers một cái. Năm nay hoặc năm sau là Ok. chị em mình được đi châu Âu. Đồng ý Dạ luôn. vâng. Trời ơi, có tí rượu của bạn Hiền vào đây chứ còn gì tuyệt vời nữa mọi người ơi. Rồi ạ, câu cuối cùng này cho em. Ba vấn đề trong cuộc sống của bạn. Nhiều quá. Nhiều Gen quá. Z nhưng mà chính là nhiều vấn đề chị ạ. Em nghĩ là ba vấn đề trong cuộc sống: stress này, fast food thức ăn nhanh, thuốc. Bởi vì em là bị tiền đình, em bị đau đầu, cho nên là ví dụ đang đi quay mà em bị đau đầu quá là em phải uống ngay thuốc giảm đau. Cái đấy em nghĩ là cũng ảnh hưởng một phần tới cái sức khỏe và cái làn da của mình. Vâng ạ. Thì thực ra thì đối với cái câu hỏi này ấy, thì chị cũng giống Vi ở cái điểm liên quan đến stress rồi đôi khi thì cũng cần phải sử dụng thuốc. Thế nhưng mà chị thì chị quan tâm đến một cái yếu tố nữa mà chị thấy là nó cũng ảnh hưởng đến chị nhiều, đấy là cái vấn đề về ô nhiễm. Ví dụ như là chúng ta thấy là khu vực đô thị thì ngoài ô nhiễm về không khí này còn có ô nhiễm về tiếng ồn, ô nhiễm về thị giác, thì chị thấy là tất cả những cái yếu tố đấy thì nó sẽ đều ảnh hưởng lên đến mình một phần nào đó. Dạ. Em thấy là em có một cái thói quen rất rất là xấu, đó chính là ngủ khuya.
thức khuya, mà thậm chí là đôi khi là cứ làm việc rồi đến tầm 3-4 giờ sáng mới đi ngủ, bởi vì cái thời điểm đấy là thời điểm rất là yên tĩnh và mình rất tập trung làm việc, mà hại lắm, hại trong nội tạng lắm, với cả da cũng nổi mụn các thứ nữa. Thì em nghĩ là một trong những cách mà em đang cố gắng chăm sóc bản thân đó là bớt thức khuya đi một tí. Thì cuộc sống của chị nói chung là nó cũng không có quá nhiều thời gian để mình dành cho bản thân, cho nên là thường thì chị sẽ tận dụng những cái lúc mà có thể là vào buổi sáng sớm này, đó, khi mình mới ngủ dậy thì mình sẽ có một vài những cái bài tập thể dục rất là nhẹ nhàng thôi. Và nói chung là chị đỡ hơn Vi là chị hạn chế tối đa cái việc liên quan đến fast food. Sẽ cố gắng là ăn nó healthy hơn một chút và làm sao để cân bằng được cái tinh thần của mình. Thế may quá, chị mình là một người có một lối sống rất healthy. Cứ muốn bắt cóc chị mình để hỏi thôi. Ngày hôm nay không phải chỉ mỗi hai chị em mình đâu, mà chúng ta còn có rất nhiều bạn đang theo dõi và cùng chit chat với chị em mình nữa. Và em có đọc một cái bài báo thì người ta nói là cái sự yêu bản thân mình ấy, thì đôi khi người ta cứ nghĩ rằng là một cái đấy rất là to tát, nhưng mà yêu bản thân mình đơn giản là yêu những cái gì mà trong cơ thể mình trước đã, rồi sau đó là đừng làm cái gì hại cơ thể của mình. Cái sức khỏe nó sẽ là quan trọng nhất. Chị cố gắng là chị sẽ luôn luôn tìm được một cái sự cân bằng trong tinh thần của mình. Rồi mình sẽ không nghĩ quá nhiều về những cái áp lực trong cuộc sống. Và đôi khi là mình cũng cần một cái me time nữa, thời gian dành cho bản thân mình. Như kiểu là ngày hôm nay hai chị em mình dành thời gian cho nhau uống rượu cũng là một cách để chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ok, rượu thơm quá. Dạo này chị mình chắc là bận rộn lắm hả? Thực ra thì công việc mà bây giờ bắt đầu mọi thứ nó lại trở lại với cái nhịp sinh hoạt bình thường rồi. Cho nên là chị cũng cần thời gian để cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng. Em thấy là em chưa lập gia đình mà em còn lu ba lu bu. Và đôi khi đang nghĩ rằng là không biết là mình sắp xếp thời gian này có tệ quá không ấy. Bởi vì em thấy có những ngày là em đi từ 6 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm. Và cứ đi quay rồi đi chụp và luôn luôn phải sản xuất hình ảnh. Bởi vì là công việc của em là MC và content creator, là sáng tạo nội dung. Và mình chỉ cần chậm một ngày thôi là mình cảm giác như là mình đã bị tụt hậu rồi. Mọi người bây giờ chạy nhanh quá, đi nhanh quá. Nên là nhiều khi vẫn thấy là mình chưa cân bằng được cái việc chăm sóc da và cái việc tiếp tục với cuộc sống của mình, với công việc của mình. Đấy là vấn đề mà em nhức nhối. Tuy là mình biết rằng là mình phải đi theo tiêu chí là dù bận nhưng vẫn phải đẹp, nhưng mà cảm giác mình chưa làm được tốt lắm. Mình chưa thực sự là mình tìm được một cái giải pháp, đúng không? Thì thực ra là ai cũng sẽ như vậy. Khi mà chưa có được một cái sự định hướng cho mình thì sẽ mãi bị loay hoay ở đó. Thì chị nghĩ là bây giờ chị với Vi sẽ cùng nhau đi tìm cái giải pháp dành cho những con người bận rộn như chị và em nhá. Dạ vâng ạ. Xin chào các bạn, tôi là Maria Julia, chuyên gia giáo dục toàn cầu của Skin Regiment. Tôi rất vui khi được chia sẻ với các bạn về dòng sản phẩm vô cùng tuyệt vời với thành phần cực kỳ cô đọng và tập trung chuyên sâu. Hoạt động hiệu quả trong quá trình làm chậm các dấu hiệu lão hóa và nâng cao tuổi thọ của làn da, cho làn da khỏe mạnh và rạng rỡ. Skin Regiment là một giải pháp hoàn hảo cho những mối lo lắng và căng thẳng về ô nhiễm, bao gồm mất nước, xỉn màu và các dấu hiệu lão hóa đầu tiên trên da. Các sản phẩm booster của chúng tôi đặc biệt lý tưởng hướng tới giải quyết những mối lo ngại này. Đây là 5 công thức chuyên sâu có thể kết hợp và bổ trợ cho nhau để đáp ứng các nhu cầu khác nhau trên da với hiệu quả rất đáng kinh ngạc và đã được chứng minh lâm sàng.
Hoạt động ở cấp độ tế bào, skin regimen tái tạo và duy trì điều kiện tối ưu để có một làn da khỏe mạnh và trẻ trung, đồng thời khắc phục tình trạng mất nước, xỉn màu, cũng như các khuyết điểm nếp nhăn và đường hằn cảm xúc. Tất cả các tình trạng da này được kích hoạt bởi tác động của tia UV, ánh sáng xanh, ô nhiễm, cũng như khói thuốc, chế độ ăn uống và chất lượng giấc ngủ của chúng ta. Vì vậy, về cơ bản, mọi lựa chọn mà chúng ta thực hiện hàng ngày và tác động tiêu cực của môi trường cũng dẫn đến việc tăng tốc quá trình lão hóa, mà chúng ta gọi là lão hóa do lối sống. Skin regimen với các công thức thực vật hóa học hiện đại được thiết kế nhằm tối ưu hóa các chức năng với tỷ lệ cao các thành phần thực vật mạnh mẽ và cả các thành phần công nghệ cao. Nhân tố mang tính cải tiến lớn của skin regimen chắc chắn là phức hợp trường thọ độc quyền của chúng tôi. Đó là sự kết hợp độc đáo của các chiết xuất siêu thực phẩm hữu cơ giúp chống lại các tác động sự căng thẳng và các nhân tố thúc đẩy quá trình lão hóa. Chúng tôi có chiết xuất tràm bụi kháng viêm, hiệu quả trong việc điều chỉnh lượng cortisol dư thừa, một loại hormone liên quan đến căng thẳng. Maki berry với tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Và chúng tôi có rau chân vịt, được tăng cường sức mạnh bởi canosin, một thành phần công nghệ cao, chống lại quá trình glycat hóa tấn công collagen, làm da mất đi sự săn chắc. Với rau chân vịt, nhờ chứa acid folic giúp thúc đẩy hoạt động methyl hóa ADN diễn ra chuẩn xác, quá trình sản sinh tế bào cũng chính xác hơn. Với dòng sản phẩm này, chúng tôi cũng phát huy tác dụng phục hồi có lợi cho tâm trí nhờ hỗn hợp 100% tự nhiên của các loại tinh dầu và kết cấu sản phẩm cũng vô cùng đặc biệt. Chúng mát lạnh và có thể massage được trên da để mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái cho người dùng. Mọi công thức đều phù hợp với cả những người ăn chay, không chứa dẫn xuất từ động vật và silicon. Chúng đều được sản xuất với nguồn năng lượng tái tạo tại Italy và được đựng trong những thiết kế bao bì sinh thái, chỉ có thủy tinh và nhôm, 100% có thể tái chế và hoàn toàn trung hóa carbon dioxide. Đúng là dòng sản phẩm dành cho những người bận rộn như em là quá hợp lý luôn. Wow, thế thôi, nhưng mà thực ra là chị Thủy cũng gửi cho mình dùng rồi, cũng được trải nghiệm rồi. Nhân đây là em cũng tâm sự cho chị mình là ngày trước, cái đợt mà em mới đi làm á chị, tầm khoảng 4 năm trước, thì em rất là thích make up này, bởi vì mới vào học đại học, rồi là đi quay thì cũng được các anh chị make up. Nhưng mà kiểu cái đợt đấy là mệt quá, cho nên là về nhà là em nằm lên ghế sofa là em ngủ qua đêm luôn. Và lúc đấy em đâu biết được rằng là make up là phải tẩy trang đâu. Nhưng mà sáng sớm em mới bắt đầu rửa mặt với tẩy trang, làm mặt là một đống mụn rồi là thâm các thứ rất nhiều vấn đề. Thì sau đấy mình mới bắt đầu cần dần dần cải thiện được. Thì chị nghĩ là bên cạnh cái vấn đề đấy, thiếu cái kiến thức về skincare, thì những người bận rộn với những công việc thì sẽ thường gặp những cái vấn đề gì nữa trong việc chăm sóc da? Thì chị nghĩ là với những người mà có lịch trình rất là bận rộn này, thì việc trước hết mọi người hay gặp phải đấy là vấn đề về căng thẳng. Đó. Thế thì cái việc căng thẳng nó không chỉ ảnh hưởng đến cái sức khỏe bên trong, mà đối với cái làn da của mình khi mà bị căng thẳng thì nó cũng sẽ khiến da của em nó tăng cái khả năng viêm nhiễm nhiều hơn, rồi nó sẽ nhanh bị lão hóa hơn, nhất là với cái môi trường đô thị như hiện nay nữa. Và em cũng sẽ thấy là khi mà mình có những cái giai đoạn căng thẳng như vậy thì nó cũng sẽ có những cái vấn đề về mụn nó nổi lên một cách rất là bất thường. Vì có gặp phải điều đó không? Siêu gặp phải luôn. Đến bây giờ vẫn có những cái đêm mà em về mệt quá mà đôi khi là em ngủ quên, đương nhiên là nó chỉ là một trong 1.000 đêm thôi. Nhưng mà chỉ cần một đêm như thế là ngày hôm sau là em nổi mụn rồi. Cho nên là cái bước mà em ưu tiên và tập trung nhất đó là cái bước cleansing. Cho nên là skin regimen cleansing cream là cái em rất là tâm đắc. Thì khi mà Vi được trải nghiệm về cái cleansing cream thì Vi cảm thấy như thế nào? Em thấy là đúng như chị Thủy nói, tức là bên cạnh việc mình làm cho cái da của mình sạch, loại bỏ hết các bụi bẩn của ô nhiễm rồi của make up, thì mình cảm thấy cực kỳ thư thái, mình nhẹ nhõm luôn cả người á. Thì em nghĩ một phần là nhờ mùi hương và cái thành phần, nhưng mà đúng là rửa xong là cảm thấy nó người được gọi là nó nhẹ nhẹ như mấy cân luôn. Kiểu sướng á chị. Thì không biết là tại sao mình lại có thể có một cái cleansing cream mà lại khiến cho cái tâm hồn rồi là cái stress biến mất.
Thì thực sự là đối với cái cleansing cream này này thì nó sẽ tạo nên một cái cảm nhận rất là khác biệt đối với người lần đầu được trải nghiệm. Nó có hai cái điểm đặc biệt ở trong đó. Thứ nhất là về cái mùi hương. Thì giống như Vi có nói là Vi cảm thấy nó vô cùng là relax, rồi nó giúp em giải tỏa được những cái căng thẳng trong ngày. Thì chính là nhờ những cái tinh dầu mà nhãn hàng đưa vào trong đó. Và thứ hai nữa là cái cảm giác mà nhẹ nhõm, rồi mình cảm thấy có một cái sự sạch sâu ở trên bề mặt. Là bởi vì cleansing cream nó làm được một cái điểm vượt trội hơn so với những cái sản phẩm làm sạch thông thường. Đó là ngoài cái việc loại bỏ tạp chất này, hoặc là các cái sản phẩm make up còn sót lại ở trên da của em, hoặc là những cái bã nhờn dư thừa tích tụ, thì nó còn giúp loại bỏ được những cái bụi mịn và những cái khói bụi đặc trưng của khu vực đô thị nữa, đặc biệt là kim loại nặng. Thì cái đấy là cái điểm rất là đặc biệt về cleansing cream. Dạ, cho nên là ai mà ở thành phố lớn như Hà Nội là phải mua cleansing cream ngay lập tức luôn. Mà em cảm giác như là nó không hề kim kít quá mà vẫn cứ rất là sạch và da vẫn được cấp ẩm đầy đủ, đúng không chị? Đúng rồi, mình vẫn sẽ cảm thấy là nó có một cái sự mềm ẩm ở trên da của mình. Còn sản phẩm nào khác về skin regime mà Vi cảm thấy ấn tượng không? Dạ, em nghĩ là em sẽ chọn HA HA Booster. Dạ, HA Booster. Tại sao vậy? Thứ nhất là em cảm giác rất là thích khi mà vừa thoa HA Booster xong á, thì cảm giác là thấm rất là nhanh và da không có cảm giác nhờn rít này. Và em ghét nhất là cảm giác bị mí da luôn. Lý do thứ hai là bởi vì HA Booster em cảm giác là cấp ẩm tức thì, tức là mình thoa một cái là cấp ẩm ngay luôn. Mà da em là một cái loại da hỗn hợp thiên khô, cho nên cái việc cấp ẩm cấp nước là cực kỳ quan trọng. Thì HA Booster là đỉnh. Đỉnh ạ. Dạ. Ok, thì chị sẽ chỉ bật mí một chút xíu cho Vi thôi, rằng là HA Booster nó có một cái thành phần rất là quan trọng đối với việc cấp nước và cấp ẩm cho da. Đấy là Hyaluronic Acid, một cái thành phần mà nó sẽ quyết định đến cái độ ẩm ở trên da của em, kể cả ngay tức thì hay là trong thời gian dài. Đó. Còn để tìm hiểu sâu hơn về HA Booster cũng như là những cái sản phẩm khác ở trong dòng Skin Regime, thì bây giờ chị và Vi cùng với các bạn sẽ lại tiếp tục lắng nghe cô Julia chia sẻ sâu hơn nhé. Dạ vâng, xem thôi. Và bây giờ hãy để tôi giới thiệu kỹ hơn tới các bạn về các sản phẩm, làm sao để lựa chọn và sử dụng chúng nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da. Trước khi chia sẻ 3 bước rất đơn giản với chu trình của Skin Regime cho phép kết hợp giữa các sản phẩm khác nhau, hãy cùng nhắc nhở bản thân rằng Skin Regime là dòng sản phẩm đa giới tính, hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu của những con người đa nhiệm hiện đại, trẻ trung, năng động. Còn bây giờ, hãy đến với quy trình chăm sóc da 3 bước cùng Skin Regime, bao gồm 3 giai đoạn cơ bản cần có. Làm sạch, sửa chữa và bảo vệ. Bước đầu tiên là làm sạch. Giai đoạn này rất cần thiết để loại bỏ lớp trang điểm và ô nhiễm tích tụ trên da, những thành phần vô cùng bất lợi cho làn da. Sản phẩm rửa mặt và tẩy da chết của Skin Regime có thể làm sạch triệt để, thanh lọc làn da và đã được chứng minh khả năng loại bỏ bụi bẩn và kim loại nặng vượt trội của mình. Hai sản phẩm rửa mặt Skin Regime Cleansing Cream và Ginger Cleansing Oil là hai sự lựa chọn hoàn hảo cho hai tình trạng da đặc trưng nhất. Một là Cleansing Cream, đặc biệt phù hợp cho làn da trẻ, da hỗn hợp, gặp vấn đề về dư thừa dầu. Và hai là Ginger Cleansing Oil với kết cấu vô cùng êm dịu, là lựa chọn lý tưởng cho những làn da mỏng manh, khô, yếu. Tiếp đó, chúng ta có thể tăng cường thải độc sâu cho da bị bít tắc hoặc da hỗn hợp với Skin Regime Enzymatic Powder, giúp làm sạch một cách tinh tế, hấp thụ các tạp chất và bã nhờn tích tụ, đồng thời loại bỏ tế bào chết trên bề mặt da. Và để kết thúc bước này, chúng ta sẽ có Skin Regime Microalgae Essence, một loại tinh chất giúp tăng cường năng lượng, làm sáng da, cấp ẩm sâu và cùng lúc khiến da trở nên dịu mát hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với những người hùng của bộ sưu tập, các sản phẩm Skin Regime Booster, với bước thứ hai là bước sửa chữa. Bước này, các sản phẩm booster chính là chìa khóa để khắc phục và giải quyết triệt để các tình trạng da cụ thể của bạn. Tại sao chúng ta cần đến booster? Và vì sao lại lựa chọn chúng thay vì sử dụng serum? Booster có công thức đặc biệt chuyên sâu với một thành phần hoạt chất quan trọng được tăng cường sức mạnh nhờ phức hợp trường thọ của chúng tôi để hỗ trợ sức khỏe tổng thể của làn da. Booster khá lỏng và nhẹ, vì vậy chúng có thể dễ dàng thẩm thấu. Đồng thời, chúng cho phép chúng ta có những lớp sản phẩm tiếp theo để giải quyết các vấn đề khác nhau trên cùng một làn da.
Chính vì vậy, các sản phẩm Skin Regimen Boosters có thể có những sự kết hợp khác nhau tùy theo nhu cầu của da và phù hợp cho mọi loại da, kể cả làn da mỏng và nhạy cảm. Hãy cùng khám phá kỹ hơn từng sản phẩm nhé! Chúng ta có Skin Regimen 1.85 HA Booster cho hiệu quả cấp ẩm sâu và giải quyết các rãnh nhăn. Ở đây chúng ta có 3 dạng phân tử của Hyaluronic Acid HA ở dạng phân tử lớn, phân tử nhỏ và dạng liên kết chéo với tỷ lệ 1.85% tổng thành phần. Điều này giúp đảm bảo hiệu quả tức thì và dài lâu trong các lớp da của sản phẩm. Và kết quả kiểm nghiệm là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó, khả năng dưỡng ẩm lên đến 8 giờ đồng hồ và hiệu suất sản sinh Hyaluronic Acid lên đến 183%. Tiếp theo, chúng ta có Skin Regimen Retinol Booster cho những làn da cần được làm mới và xóa mờ nếp nhăn sâu. Sản phẩm booster này được trang bị hệ thống giải phóng kép, giúp tối ưu hóa tính dung nạp, độ ổn định và tính khả dụng sinh học trên da. Chúng ta có 1% retinol nguyên chất trong cyclodextrin và 0.5% silibin, một chiết xuất từ thực vật, tương tự như retinoic acid. Kết quả kiểm nghiệm về việc cải thiện tình trạng nếp nhăn sâu vô cùng khả quan. Độ sâu nếp nhăn giảm 3% sau 14 ngày sử dụng và 9% sau 28 ngày sử dụng. Tiếp đến chúng ta có Skin Regimen Vitamin C Booster, lý tưởng cho việc điều trị đốm sậm màu, da không đều màu và tối xỉn. Vậy, chúng ta dùng sản phẩm này như thế nào? Booster sẽ được kích hoạt khi ta trộn gói bột chứa vitamin C tinh khiết vào chai dung dịch và sử dụng trong một tháng kể từ khi kích hoạt để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả tối ưu của sản phẩm. Chúng ta sẽ thấy sự cải thiện rất rõ rệt về độ sáng da và tốc độ sản sinh melanin giảm đến 31.84%. Sản phẩm booster tiếp theo là Tea Tree Booster, một lựa chọn hoàn hảo cho da dầu, mụn, nhiều khuyết điểm. Với 1% chiết xuất tea tree và 3% mandelic acid, đây là một sản phẩm vượt trội về khả năng kháng khuẩn và thanh lọc da. Cuối cùng là 10.0 Tulsi Booster cho da khô, cạn kiệt dưỡng chất. Đây là sản phẩm booster chứa lượng lớn tinh chất tập trung chống oxy hóa và khả năng sửa chữa mạnh mẽ. Và bây giờ đến bước thứ 3, bảo vệ. Đây là giai đoạn kết thúc chu trình chăm sóc da, cùng lựa chọn hoàn hảo với Skin Regimen Tripeptide Cream, một sản phẩm cấp ẩm, nuôi dưỡng, chống ô nhiễm và làm săn da vô cùng hiệu quả. Với thành phần Palmitoyl Tripeptide 5, giúp kích thích khả năng tổng hợp collagen mới. Và chúng ta có chiết xuất hoa bồ công anh, một trợ thủ đắc lực giúp thải độc cho da. Tripeptide Cream còn giúp cải thiện độ săn chắc da và làm giảm nhiệt độ da xuống 0.5% sau 5 phút sử dụng. Cuối cùng, những gì chúng ta cần để kết thúc chu trình chăm sóc da là một lượng vừa đủ Skin Regimen Urban Seal SPF 30, sản phẩm chống nắng hàng ngày, cho da vẻ ngoài tươi sáng, rạng rỡ. Cô Julia nói hay quá. Ok, thế thì sau cái phần chia sẻ của cô Julia vừa rồi, thì những cái gì mà Vi cảm thấy là ấn tượng nhất về Skin Regimen? Wow, thực ra là em nghe rất nhiều thông tin của cô Julia và khó chọn. Ok, thế thì mình cầm chai sản phẩm thì mình thử nghĩ xem. Đầu tiên là em nghĩ là cái màu đen của cái packaging của bao bì sản phẩm thì nó là quá đỉnh. Bởi vì thường thường em nghĩ là những cái sản phẩm skincare chăm sóc da sẽ có cái màu như kiểu màu trắng hay là màu pastel, những cái màu nhẹ nhàng. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà em thấy một cái sản phẩm skincare có màu đen. Thế cho nên là không gian của em cũng toàn màu đen như chị thì thấy. My favorite color. Cho nên đây là cái màu mà em rất là ưng, nhìn sang này. Và khi giới thiệu mọi người mình đang dùng cái này này, ố sao cái này nó xịn quá nhờ. Và em biết là màu đen cũng giúp cho cái sản phẩm được bảo quản tốt hơn đúng không ạ? Đúng, chính xác. Thường thì với những cái sản phẩm mà có những cái thành phần đặc biệt thì người ta sẽ lựa chọn những cái bao bì tối màu như thế này để giúp bảo quản chất lượng của sản phẩm tốt nhất có thể. Và lý do thứ hai mà em cực kỳ thích ở Skin Regimen đó là cái thành phần. Em biết là có thành phần Modern Plant Chemistry là phức hợp trường thọ để nó có thể được gọi là làm chậm lại cái quá trình lão hóa trong cái cuộc sống rất là bận rộn và hối hả của những bạn trẻ như chúng em như bây giờ. Và cái điều thứ ba em thích đó là mùi hương mà nó thơm, mà
nó thư thái, nó dễ chịu, là dùng một cái là chỉ muốn dùng tiếp, dùng hoài. Đôi khi là buổi tối là lười skincare nhưng nghĩ là à có cái mùi thơm đó, mình cứ muốn ngửi cái mùi đấy mãi nên là mình lại chăm chỉ skincare. Có động lực hơn đúng không? Dạ vâng ạ. Và thường thường thì mình sẽ rửa mặt xong này, mình thoa toner, mình bỏ booster lên luôn, mình thấm booster lên luôn, thấm 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 khoảng 5-6 lần là mọi thứ sẽ rất là ok. Dùng cả sáng cả tối nha. Để lại đây. What makes skin regimen an unisex line? Chắc chắn chính là hương thơm phi giới tính với sự pha trộn hài hòa mang lại sức sống của các loại tinh dầu được phát triển bởi các nhà thần kinh học, dễ dàng hấp thụ, thẩm thấu, dưỡng chất tối ưu. Skin regimen is known to be suitable for modern fast urban lifestyle. Does skin regimen packaging have anything special to ensure environmental safety? Đương nhiên rồi, bao bì của chúng tôi hoàn toàn có thể được tái chế, được làm bằng thủy tinh, nhôm và giấy được chứng nhận FSC và CO2 trung tính. What is so powerful about our VC booster? Đầu tiên, Skin Regimen và Vitamin C Booster được đóng gói và bảo quản hết sức đặc biệt. Chúng ta bắt đầu sử dụng sản phẩm bằng cách thêm gói bột kết hợp cùng tinh chất vitamin C tinh khiết trong lọ. Và chúng tôi đảm bảo rằng sản phẩm được duy trì tính ổn định và đạt hiệu quả cao nhất trong suốt một tháng. Chúng tôi khuyên các bạn nên bảo quản booster ở nơi có nhiệt độ thấp để tối ưu hóa hiệu quả và tính ổn định trong công thức booster. Do đó, chúng ta nên sử dụng vitamin C ngay khi sản phẩm tinh khiết và phát huy được hiệu quả tốt nhất. Why is cleansing cream our hot seller? Sản phẩm cleansing cream rất được ưa chuộng bởi kết cấu kem tạo bọt đa tác động, với hiệu quả ưu việt đã được kiểm chứng để loại bỏ các tạp chất, bụi bẩn và khói bụi cùng với hương thơm độc đáo thư giãn tâm trí và cơ thể, một phong cách sống hoàn hảo nơi đô thị náo nhiệt. Thì nhìn chung là em thấy là da em được cải thiện hơn. Tuy là vẫn có những cái sự mụn ấy, hay là có một tí thâm, nhưng mà cứ cải thiện từng ngày đã là một điều rất là mừng rồi. Thì nếu như mà nói về cái sự tổng kết là những cái bí kíp cân bằng cuộc sống dành cho những người bận rộn, thì chị Thủy sẽ có bí kíp gì cho mọi người? Chị chỉ có một cái lời khuyên rất là nhỏ như thế này thôi. Chúng ta có một cái câu rằng là làn da là tấm gương phản chiếu tình trạng thể chất, tinh thần và cả những sự lựa chọn hàng ngày của chúng ta nữa. Thế thì khi mà chúng ta dành thời gian để chúng ta gọi là chăm sóc và nuôi dưỡng cái khu vườn về tâm trí cũng như là thể chất của chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy là mọi cái sự tốt đẹp rồi, mọi cái sự khỏe khoắn và tươi tắn nhất nó sẽ được biểu hiện ra ngoài qua cái làn da của mình. Em hoàn toàn đồng ý luôn. Và em thấy là bây giờ chúng ta có một cái nhịp sống rất là nhanh, rất là hối hả, fast living luôn, nhưng mà có một điều chúng ta nên chậm nha mọi người ơi, rất là slow nha, đó là làm chậm cái quá trình lão hóa. Và không phải là cứ tầm 25 tuổi trở lên chúng ta mới bắt đầu chăm da đâu, mà chúng ta hãy bắt đầu làm chậm cái quá trình đó từ cái việc chăm sóc bản thân mình, từ cái điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, không bỏ bữa này, ăn uống đầy đủ này, chăm da, rửa mặt hay là uống thêm một tí rượu vang cho nó khỏe khoắn cũng là một điều rất là đáng yêu rồi đúng không ạ? Chị em mình chúc một cái. Cảm ơn chị mình ngày hôm nay đã đến đây với em. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream. Cảm ơn Vi và cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe hai chị em chia sẻ và có những cái cuộc nói chuyện rất là phụ nữ vào ngày hôm nay. Và hy vọng là với những cái phần chia sẻ của hai chị em cũng như là của cô Julia thì sẽ giúp cho Vi và tất cả các bạn sẽ có được những cái bí kíp riêng cho mình để làn da được trẻ, khỏe và đẹp hơn mỗi ngày. Em mới nhớ tới một câu, đó là chăm sóc và yêu thương bản thân là khởi đầu của mọi mối quan hệ, mối tình lãng mạn nhất trong cuộc đời. Nên là nhớ chăm sóc bản thân nha. Và chúc mọi người luôn luôn có một làn da đẹp. Dạ, mọi người nhớ dùng Skin Regimen nha. Bye bye. Take care.